Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa quyển hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 4 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập ở tuần 2, đó là luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật. Chúng ta sẽ học thực hành viết. Cô sẽ có đề bài đó là em hãy viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh. Để làm được bài này thì chúng ta cần phải nhớ lại kiến thức của tuần 1. Cô sẽ nhắc lại một chút về kiến thức của tuần 1 các em nhé. Trong kiến thức của tuần 1 thì chúng ta đã được học về cách phân tích cấu tạo của một đoạn văn. Các em nhớ là khi mà chúng ta học đoạn văn nêu cảm nghĩ về một nhân vật thì chúng ta sẽ nêu lên cảm nghĩ của mình về đặc điểm, về ngoại hình, tính cách của nhân vật đó. Thứ hai là câu mở đoạn. Trong đoạn văn thì chúng ta thường sẽ giới thiệu về nhân vật. Tức là trong câu mở đầu chúng ta sẽ giới thiệu đó là nhân vật nào và nhân vật đó là ở trong câu chuyện nào. Thứ hai là chúng ta sẽ nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật đó. Tức là nhân vật đó thì sẽ có tính cách như thế nào, có ngoại hình như thế nào thì chúng ta sẽ nêu khái quát lại. Thì tất cả những cái giới thiệu nhân vật này hay là khái quát cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật sẽ là một câu và câu này sẽ nằm ở câu mở đoạn các em nhé. Và các câu tiếp theo của đoạn văn là chúng ta sẽ làm rõ những cái đặc điểm đã nêu ở câu mở đoạn. Ví dụ như nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh, bạn nhỏ cảm thấy rất là tự ti về ngoại hình của mình. Thì đấy sẽ là câu mở đoạn. Và những câu tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ là tại sao mà bạn nhỏ lại cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình, là bởi vì bạn nhỏ có một chiếc giang khểnh. Thì đó chính là cách mà chúng ta viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một nhân vật trong một câu chuyện mà chúng ta đã được học. Tương tự ở trong tuần 1 thì cô cũng đã hướng dẫn các em làm sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt cho đoạn văn nêu cảm nghĩ về một nhân vật rồi. Và cụ thể là cô cũng đã hướng dẫn các em làm sơ đồ tư duy và từ ngữ then chốt cho đề bài đó là nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh rồi. Thì chúng ta sẽ dựa vào 5 câu hỏi và 5 câu trả lời ở trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt ở tuần 1 để chúng ta luyện tập viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh các em nhé. Và câu hỏi đầu tiên trong cái phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt mà cô đã hướng dẫn các em ở tuần 1 đó là chúng ta sẽ giới thiệu đó là nhân vật nào và nhân vật đó là nằm ở trong câu chuyện nào. Và câu hỏi thứ hai là chúng ta sẽ phải nêu cảm nghĩ chung về nhân vật đó. Thì hai câu hỏi này chúng ta sẽ có được một câu mở đoạn cho đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật. Thì cô sẽ có câu mở đoạn như sau. Em rất thích nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh. Trong câu chuyện, bạn nhỏ rất tự ti về ngoại hình của mình. Như vậy là với hai câu hỏi này thì cô đã có được hai câu văn để giới thiệu và nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích là nhân vật bạn nhỏ thì có đặc điểm ngoại hình như thế nào. Bạn nhỏ có một chiếc giang khểnh rất xinh. Như vậy với câu văn số 3 thì đã trả lời được cho câu hỏi đó là nhân vật bạn nhỏ thì có đặc điểm ngoại hình như thế nào. Đó là bạn có một chiếc giang khểnh rất xinh. Tiếp theo, nhưng trước đây bạn nhỏ luôn tự ti và không dám cười vì chính chiếc giang khểnh của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên của bố, bạn nhỏ đã tự tin, hay cười và vui vẻ hơn. Như vậy, với câu văn số 4 thì đã trả lời được cho câu hỏi là bạn nhỏ thì có đặc điểm tính cách như thế nào? Đó là trước đây thì bạn nhỏ cảm thấy rất là tự ti và không dám cười về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên của bố thì bạn nhỏ đã cảm thấy tự tin hơn, hay cười và vui vẻ hơn. Và câu văn số 5. Thông qua câu chuyện, em rút ra được bài học là phải tôn trọng và không được chế giễu ngoại hình của người khác. Như vậy, ở câu văn số 5 thì đã trả lời được cho câu hỏi đó là em rút ra được bài học gì từ nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh? Đó là chúng ta cần phải tôn trọng ngoại hình của người khác và không được chế giễu ngoại hình của người khác. Như vậy là với 5 câu văn trong đoạn văn thì chúng ta đã trả lời được cho 5 câu hỏi trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt mà cô đã hướng dẫn ở tuần 1. Thì sau đây các em hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Em rất thích nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Giang Khểnh. Trong câu chuyện, bạn nhỏ rất tự ti về ngoại hình của mình. Bạn nhỏ có một chiếc giang khểnh rất xinh. Nhưng trước đây, bạn nhỏ luôn tự ti và không dám cười vì chính chiếc giang khểnh của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên của bố, bạn nhỏ đã tự tin, hay cười và vui vẻ hơn. Thông qua câu chuyện, em rút ra được bài học là phải tôn trọng và không được chế giễu ngoại hình của người khác. Như vậy,
Dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt ở tuần 1 thì cô đã hoàn thành được đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Chiếc Răng Khểnh rồi. Vậy thì để hoàn thành được đề bài này thì các em hãy nhớ dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt ở tuần 1 cũng như là dựa vào đoạn văn mẫu của cô để tự mình hoàn thành được đề bài trong phần luyện tập ở tuần 2 này các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập ở tuần 2 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập ở tuần 3. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.